Khác hẳn so với hành tinh Việt Nam, Bộ Y tế ở Campuchia, Lào, Thái Lan và Ấn Độ công bố số liệu COVID-19 cho thấy số ca nhiễm mới trong ngày ở 4 nước này tăng lên mức cao kỷ lục. Tình hình dịch COVID ở Ấn Độ đang rất nguy kịch. Trong một ngày, số ca nhiễm mới đã lên đến 315.802 ca, mức kỷ lục thế giới của một quốc gia tính từ đầu dịch đến nay. Theo hãng tin Reuters, hầu hết các bệnh viện ở các thành phố lớn đã hết công suất. Máy thở oxy đã hết và oxy cũng hết. Một số người đã chết trong khi chờ được thở oxy. Nhiều gia đình phải chờ hàng giờ đồng hồ để thực hiện tang lễ cho người thân. Một lò hỏa táng ở New Delhi đã phải xây dựng thêm giàn thiêu trong bãi đỗ xe ô tô của bệnh viện. Thực sự nếu bạn đang sung sướng ở Việt Nam bao nhiêu, thì ở Ấn Độ bây giờ giữa sự sống và cái chết đang gần kề hơn lúc nào hết. Mọi thứ có thể nói là vỡ trận. Từ tâm dịch Ấn Độ, Đại sứ Phạm Xanh Châu của Việt Nam đã chia sẻ: chưa bao giờ cảm thấy lằn ranh giữa chết và sự sống lại mỏng manh đến thế. Giờ đây nếu ai mắc COVID-19 ở đây thì chỉ còn trông cậy vào sức đề kháng của bản thân và sự may rủi của số phận. Vì gọi điện đến bệnh viện nào thì cũng cho biết là giường bệnh không còn. Máy thở oxy đã hết và oxy cũng hết luôn. Nhớ lại chỉ cách đây hơn một tháng, một số người đã cho rằng Ấn Độ đã đạt đến miễn dịch cộng đồng một cách tự nhiên. Một điều khá khó hiểu, Ấn Độ, một quốc gia sản xuất ra 60% lượng vaccine COVID của thế giới, đã tiêm chủng được 129 triệu liều vaccine mà lại thua trận thế này sao? Vậy theo các bạn, nguyên nhân là do đâu? Chúng ta thường có câu, có một điều chắc chắn là không có gì là chắc chắn cả. Việt Nam đã cho cả thế giới thấy, chúng ta đâu cần vaccine để chống dịch thành công hết lần này đến lần khác, mà nó nằm chính ở ý thức của mỗi người và cộng đồng chung tay với nhà nước thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch. Ở Việt Nam không có chuyện phản đối hay biểu tình không đeo khẩu trang như ở Mỹ, vì chúng ta không theo hệ tâm tinh mù quáng. Một số người Mỹ tin rằng Chúa bảo họ đeo khẩu trang là mất đi tự do, nhưng không. Ở Việt Nam, chính phủ bảo rằng nếu không đeo khẩu trang thì bạn xuống hố nhanh hơn. Quay trở lại với lý do COVID ở Ấn Độ, chúng ta đều biết Ấn Độ qua những bộ phim vượt qua những định luật lý. Nhưng không, đây không phải là phim, chính là sự chủ quan, tự mãn, lỏng lẻo trong công tác phòng chống dịch. Đó chính là quá tin tưởng vào vaccine, khi cho rằng việc tiêm chủng vaccine sẽ dần kiểm soát được dịch COVID-19. Các thông điệp mâu thuẫn từ chính phủ liên bang bị chỉ trích là khiến tình hình thêm rắc rối. Phe chỉ trích cho rằng Thủ tướng Modi làm ngơ trước nguy cơ dịch bệnh khi tổ chức các sự kiện chính trị với hàng nghìn người tham dự. Ngoài ra, chính phủ của ông Modi còn cho phép lễ hội Kamela của người theo đạo Hindu diễn ra bình thường, bất chấp vô số cảnh báo nó sẽ trở thành sự kiện siêu lây nhiễm. Hầu hết những người tụ tập trong các sự kiện và lễ hội trên không đeo khẩu trang hay tuân thủ giãn cách xã hội. Giới chức Ấn Độ cho biết có hơn 1.000 người mắc COVID-19 chỉ trong 48 giờ tại lễ hội Kamela. Chúng ta có thể thấy đối diện với tình hình cấp bách như vậy, các phe phái ở Ấn Độ vẫn chỉ trích nhau, chỉ quan tâm đến lợi ích chính trị, đặt sự an toàn của người dân xuống dưới, thì dịch bệnh còn tiếp diễn dài ở đây. Việt Nam chúng ta đang đối diện với nguy cơ bùng phát dịch từ nguồn lây nhập cảnh trái phép. Hãy biết quý giá, trân trọng, nâng niu thành quả chúng ta đã giữ được đến giờ phút này. Đừng tự mãn, đừng chủ quan, đừng sốt ruột và đừng mạo hiểm. Hãy nhìn vào Ấn Độ để tự cảnh báo mình. Đừng để dịch bệnh bùng phát như cấp số nhân, thì khi ấy chúng ta chẳng có cơ hội để sửa chữa sai lầm nữa. Sau khi Ấn Độ vỡ trận trước sự ngỡ ngàng của thế giới, chính người dân Ấn Độ cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc này. Tờ thời báo Ấn Độ Times of India đã ra bài bình luận về những thành tựu rất đáng để học tập của Việt Nam trong cuộc chiến chống COVID-19, và bài học này vẫn còn nguyên cho Ấn Độ có thể học tập theo. Mở đầu bài viết, tác giả cho rằng Việt Nam đang được thế giới đánh giá cao khi ngăn chặn và kiểm soát đại dịch COVID-19 rất nhanh chóng và hiệu quả. Lợi thế này giúp Việt Nam hưởng lợi, nhanh chóng chuyển sang giai đoạn bình thường mới, thu hút dòng đầu tư khi các tập đoàn đa quốc gia đang sắp xếp lại các chuỗi cung ứng. Đúng như vậy, các bạn có thể thấy, trong khu vực Đông Nam Á và rộng hơn là châu Á, khi Thái Lan, Lào, Campuchia hay Myanmar đang vật lộn với dịch bệnh không kiểm soát, bất ổn chính trị, biểu tình diễn ra liên miên, thì Việt Nam như một thiên đường vậy. Không ai muốn đổ tiền vào một nơi bất ổn cả.
các nhà đầu tư đổ xô đến Việt Nam vì chúng ta quá ổn định, là nơi đầu tư lý tưởng nhất. Tác giả phân tích tiếp, với dân số 97 triệu người và một đường biên giới tấp nập giao thương với Trung Quốc, nhưng tới lúc này, nhờ nỗ lực kiểm soát được dịch bệnh, Việt Nam đã có thể hưởng lợi từ việc sớm quay trở lại với trạng thái bình thường mới. Tác giả nhận định rằng, chìa khóa của Việt Nam trong cuộc chiến với COVID-19 và tăng trưởng kinh tế chính là quản lý tốt. Không phải là Việt Nam không có những điểm yếu. Đất nước này cũng không phải gặp may. Bài học rút ra được là cách Việt Nam hạn chế những yếu kém của mình và tối đa hóa sức mạnh, tận dụng tốt nhất những gì có trong tay để chiến thắng. Trước hết là cuộc chiến với COVID-19, cơ sở vật chất y tế của Việt Nam không thể dồi dào và hiện đại như các nước láng giềng trong khu vực. Nếu đại dịch bùng phát tới con số hàng trăm nghìn người nhiễm, chắc chắn hệ thống y tế ở đây cũng quá tải. Việt Nam chỉ có khoảng 8 bác sĩ trên 10.000 người dân. Dù cao hơn so với Ấn Độ, nhưng không thể so sánh với con số trung bình 22 bác sĩ ở Brazil hay 26 bác sĩ ở Mỹ. Vậy làm cách nào để một Việt Nam còn hạn chế về nguồn lực lại chuẩn bị và ngăn chặn tốt tới vậy? Đó chính là tuyên chiến với virus SARS-CoV-2, coi nó như kẻ thù. Như Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đưa ra từ tháng 1, đó là huy động quân đội và cơ quan nhà nước để giám sát, tìm kiếm và truy vết những người nhiễm và đưa họ đi cách ly tập trung. Điều quan trọng là tổ chức bài bản và thực hiện nghiêm túc. Nhiều người nghi ngờ việc đất nước này có thể tạo nên kỳ tích như vậy. Năm 2020, số người chết trên thế giới đã lên đến hàng triệu, nhưng ở Việt Nam con số là không. Cộng đồng mạng trên thế giới không tin vào mắt mình, họ khẳng định là Việt Nam đang làm giả số liệu. Nhưng sự thật là chính lòng yêu nước đã giúp huy động cả xã hội Việt Nam cùng chống dịch. Sẽ không có điều này nếu không có một bộ máy chính phủ hiệu quả. Giờ đây, người Việt Nam không khỏi cảm thấy tự hào khi đất nước mình đã vượt qua cả thế giới trong kiểm soát Covid. Bài báo của Thời báo Ấn Độ cũng cho rằng, vượt qua đại dịch, Việt Nam còn lập nên thành tựu tiếp theo về quản lý kinh tế. Nhưng thành quả đáng chú ý nhất làm nên dấu ấn của Việt Nam là Hiệp định Thương mại Tự do ký với Liên minh châu Âu EU EVFTA được phê chuẩn vào tháng 6. Mặc dù để được hưởng lợi ích từ hiệp định này, Việt Nam sẽ phải đối mặt với các rủi ro như bị đánh giá toàn bộ chuỗi cung ứng trước khi nhận được ưu đãi thuế bằng không. Điều này là một thách thức bởi kinh tế Việt Nam vốn phụ thuộc nặng nề vào nguồn nguyên liệu của Trung Quốc. Nhưng giờ là lúc Việt Nam từ bỏ lối chơi phòng thủ, chấp nhận rủi ro để có thể vươn lên. Để thay đổi tương lai, Hà Nội đang hành động bằng cách xây dựng các liên kết lên kế hoạch cho sự thay đổi trong dài hạn. Với tầm nhìn như vậy, EVFTA chắc chắn sẽ thành công vang dội. Video đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo nhé!